Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ 6, 17 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, một ngày sau khi Ba Lan, một thành viên NATO, tuyên bố sẽ chuyển giao cho Ukraine 4 máy bay MiG-29, thì ngày hôm nay Slovakia, một thành viên khác của NATO, cho biết sẽ chuyển cho Ukraine 13 chiếc máy bay tương tự. Điều khác biệt duy nhất là 13 chiếc máy bay này hiện nay không có bay được, nhưng mà chuyển cho Ukraine để lấy phụ tùng thay thế cho 4 cái chiếc mà Ba Lan sẽ giao cho Ukraine. Ngoài ra phía Ba Lan cũng cho biết là sẽ giao một số cái máy bay khác nó cũng không có bay được, được cùng để lấy phụ tùng. Nói cách khác là gì? Hiện nay thì các quốc gia này mặc dù mua máy bay của Nga nhưng mà lâu nay không có mua cái phụ tùng thay thế. Thành thử ra để có 4 chiếc máy bay kia mà bay được thì họ phải có phụ tùng thay thế. Tôi nói ví dụ như là họ bay 1.000 dặm thì họ phải thay một cái gọi là mình tạm thời gọi như một cái bánh xe đi. Thì bánh xe nó không có thì họ phải mang các cái máy bay khác sang để lấy bánh xe nó thay thế. Nói chung là máy bay bay được và máy bay bay không được lấy phụ tùng thay thế. Thì cái này cũng bị bên Nga phản đối. Nga nói rằng là những máy bay này là các quốc gia này mua của Nga là phải xin phép Nga. Nhưng mà họ phớt lờ cái chuyện đó. Và điều này cho thấy rằng là có thể gây sức ép tiếp tục cho các quốc gia khác trong khối NATO và đặc biệt là Mỹ, để trong những ngày tới để xem Mỹ có giao máy bay cho Ukraine hay không. Thì như vậy tổng cộng là cái số máy bay mà Ba Lan và Slovakia giao cho Ba Lan, cả loại bay được không bay được, nó trên dưới từ 20 chiếc đến 30 chiếc. Sáng ngày hôm nay Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đã tặng thưởng cho phi công lái 2 chiếc máy bay Su-27 mà hôm thứ Ba vừa rồi xả dầu vào cái chiếc máy bay không người lái của Mỹ trên biển Hắc Hải. Chúng ta biết là cái chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, sau đó Mỹ đã cho đâm xuống biển Hắc Hải để mà tiêu hủy luôn. Thì bên phía Nga nói là họ không đụng chạm đến chiếc máy bay không người lái này cả. Nhưng mà phía Mỹ ngày hôm qua đưa ra một đoạn video dài 42 giây cho thấy cái chiếc đầu tiên xả xăng xuống, chiếc thứ hai cũng xả xăng, thì trong đó không thấy đụng chạm nhưng mà thấy rõ ràng một cái trong chóng của cái máy bay không người lái bị cong. Thành ra bên Mỹ tố cáo là Nga đụng vào nhưng mà Nga bảo là không. Nhưng mà hôm nay Nga thì trao cái coi như bằng khen thưởng cho những phi công này. Thì điều này nó cho thấy là Nga nhất quyết là sẽ có một cái chính sách mạnh mẽ hơn nữa trong cái chuyện do thám của Mỹ trong những ngày tới. Có nghĩa là trong những ngày trước khi mà Mỹ do thám đó thì Nga không có làm gì cả. Bây giờ họ mạnh mẽ hơn. Và khi mà họ trao bằng khen cho những phi công này thì họ bày tỏ họ đây là một cái biểu tượng cho thấy họ sẽ cứng rắn hơn nữa. Bởi vì phía Nga cho rằng những cái hoạt động do thám của Mỹ ở vùng Hắc Hải là Mỹ sẽ thu thập thông tin và giúp cho Ukraine đánh trả lại Nga trong cuộc chiến hiện nay. Trong khi đó thì tin tức sáng nay cho biết là ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, sẽ sang bên Nga tuần tới để gặp ông Putin, Tổng thống của Nga, và có thể đưa ra một đề nghị hòa bình. Thì sáng hôm nay Tòa Bạch Ốc đã có phản ứng, đó là qua ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết rằng là bất kỳ cứ một cái đề nghị hòa bình nào mà của Trung Quốc đưa ra sẽ bị phản bác. Bởi vì Tòa Bạch Ốc cho rằng hiện nay muốn có một giải pháp hòa bình thì giống như bên Ukraine đó, tức là Nga phải rút ra khỏi các lãnh thổ mà chiếm đóng của Ukraine. Thành ra khi mà chưa có cái thực hiện cái điều đó thì không thể đưa ra một giải pháp hòa bình. Thì cho thấy rằng là cái chuyến đi của Tập Cận Bình trước mắt là đã có những cái trở ngại. Và chúng ta biết là cách đây độ hơn 2 tuần bên Trung Quốc cũng đưa ra cái bản đề nghị hòa bình 12 điểm cũng đã bị không những Mỹ mà Ukraine và ngay cả Nga cũng phản đối. Vì họ nói là chưa đúng thời điểm. Trở lại với Hoa Kỳ, thưa quý vị, ngày hôm qua lại có 2 đoàn tàu của cái hãng tàu hỏa, hãng xe lửa gọi là BNSF bị chật đường rầy. Một chuyến là ở tiểu bang Washington, và cái chiếc này chật đường rầy ở cái vùng là Padilla B và trong cái phần đất của cái bộ lạc da đỏ Swinomis ở gần thành phố Anticosti, làm cho khoảng 5.000 galông dầu diesel bị tràn ra. Và giới chức địa phương đây cho biết cũng may là nó chỉ thấm vào đê điều và đất ở xung quanh hai bên cái đường này xe lửa, nhưng mà không có thấm vào cái gọi là cái nguồn nước ở đây. Đó là theo bên phía tiểu bang Washington cho biết như vậy. Ngoài ra thì một đoàn tàu khác cũng của công ty này ở bên Arizona cũng bị chật.
8 toa tàu bị chật ở ngay gần biên giới với tiểu bang California. Phía bên phát ngôn viên của công ty BNSF cho biết là đoàn tàu này chở những cái siro bắp chạy từ bên Arizona qua California thì bị chật đường ray. Và cả hai cái tai nạn này thì may mắn là không ai bị thương tích gì cả. Và bây giờ Bộ Giao thông của Mỹ đang điều tra tiếp tục hai cái vụ này xảy ra chỉ vài tuần sau khi xảy ra một vụ khác ở tiểu bang Ohio. Mà lúc đó đó thì là các đoàn tàu Ohio thì lại chở hóa chất độc. Đó là cái chuyện gây tranh cãi. Sáng ngày hôm nay ở bên Pháp, đặc biệt tại thủ đô Paris, đã có nhiều cuộc biểu tình nổ ra báo động. Và những người biểu tình đã đốt những cái vật phẩm và xe hơi ở trên đường và đụng độ cảnh sát biểu tình, và đã có gần 300 người bị bắt. Lý do họ biểu tình là phản đối quyết định của Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã ra quyết định nâng cái tuổi hưu của người Pháp từ 62 tuổi lên 64 tuổi. Đáng lý thì Quốc hội Pháp phải thông qua cái chuyện này, nhưng mà bà thủ tướng của Pháp là bà Elizabeth Baron đã không có làm cái việc này, mà để cho Tổng thống làm, cho Tổng thống Pháp ký một cái quyết định dựa theo cái điều khoản 49 trong hiến pháp của Mỹ là Tổng thống có quyền đưa cái mệnh lệnh này ra, bởi vì họ người ta cho rằng nếu mà đưa ra Quốc hội thảo luận nó sẽ kéo dài. Thành ra cái chuyện này bị phản ứng, và chắc chắn là các nhóm nghiệp đoàn và các đảng đối lập của Pháp, họ nói rằng họ sẽ tiếp tục biểu tình để phản đối cái chính sách này của Pháp. Lâu nay Pháp là bên Pháp người ta làm việc có 62 tuổi là về hưu, bây giờ cái tuổi hưu nâng lên 64 tuổi. Ông Macron làm cái điều này là với cái sự ủng hộ của các nhóm doanh nghiệp ở tại Pháp, bởi vì họ nói rằng nếu mà về hưu 62 tuổi thì sớm quá, mà họ phải trả những khoản hưu bổng rất là tốn kém, và nó không có tốt cho cái môi trường kinh doanh ở tại Pháp. Thành ra ông Macron làm cái này là coi như để có lợi cho nền kinh tế Pháp. Nhưng mà các nghiệp đoàn người ta bênh vực những người công nhân, và họ muốn là những người công nhân được về hưu sớm 62 tuổi thay vì 64 tuổi. Sang qua Việt Nam thì thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Công an Việt Nam lại bắt đầu khởi tố ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Phúc Long, là anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cùng 4 giám đốc công ty khác, để điều tra là quy định vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể là theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết là cái ông Dũng và những người khác bị truy tố trong cái vụ mà đấu thầu ở tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, có một bệnh viện đa khoa trước đây, chắc nếu quý vị nhớ bệnh viện đa khoa Nhi Đồng đó. Thì ngoài ông Dũng ra còn các bị can khác là Tạ Hải Anh, giám đốc công ty tư vấn công nghệ cao Cao Việt Bách, giám đốc công ty cổ phần BVA, Trần Quốc Công, giám đốc công ty cổ phần uy tín toàn cầu, và bà Nguyễn Thị Quyên, chủ tịch hội đồng quản trị công ty thẩm định giá Simeco. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì là cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC, đã bị tù khiếm diện 30 năm và hiện nay đang trốn ở nước ngoài. Ông Dũng là anh ruột của bà. Và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ngoài cái chuyện bệnh viện ở tại Quảng Ninh, bà cũng bị truy tố dính vào một bệnh viện đa khoa ở tỉnh Đồng Nai trước đây, mà trong đó cả hai cựu bí thư và cả chủ tịch tỉnh cũng bị kỷ luật và bị một số bị khai trừ khỏi đảng. Và cuối cùng thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Hải quan Tân Sơn Nhất ở thành phố Sài Gòn bắt 4 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam tại Việt Nam Airlines mang ma túy từ Pháp về, tổng cộng là hơn 11 ký. 4 người này bao gồm là Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Đặng Phương Vân. Đó là theo cái cuộc họp báo mà cái ông Phó Cục trưởng Hải quan Nguyễn Hữu Nghiệp ở Sài Gòn cho biết như vậy. Trong 4 người này có một người là trưởng tiếp viên. Theo báo chí trong nước cho biết là khi bị chặn bắt, những người này đã khóc, nói rằng là mệt mỏi quá, không biết, không để ý. Thành ra có người quen nhờ cầm một số đồ về, thì những cái ma túy này thưa quý vị là gồm thuốc lắc và chất ma túy để nhét ở trong các ống kem như quý vị thấy trên màn hình đó, và trong cái nước mà xúc miệng. Thì khi mà đưa cái vali đi qua bên cái máy soi đó thì người ta thấy là bất bình thường, cho nên người ta khám, và cả 4 cô này bây giờ đều ký nhận và khóc lóc nói rằng là vô tình, không biết, bây giờ người gọi là họ không biết danh tánh, không rõ danh tánh là ai, nhờ cầm về để lấy có 11 triệu đồng, tức là tương đương khoảng 423 đô la. Và Việt Nam Airlines cho biết bây giờ đã tạm ngưng công tác của 4 người này. Và ban đầu đó thì cái tin này đưa ra
thì các báo trong nước đưa tin sau đó được lệnh kéo xuống, thì rồi tự nhiên là báo Nhân dân đưa ra bản tin và các báo đều đăng, và một số báo đăng rằng là cái này theo tin báo Nhân dân, người ta thấy là hơi lạ, là có vẻ như tờ Nhân dân, tờ báo của Đảng chỉ đạo cái tin này. Bởi thường thường những tin này đó của nhà nước đó, thường thường họ dẫn theo thông tấn xã là cơ quan thông tấn chính thức, mà kỳ này là dẫn theo báo Nhân dân. Đó là tối ngày hôm qua, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì sự việc nó được công khai nhiều hơn qua cuộc họp báo của ông Nguyễn Huấn Nghiệp. Thì và bây giờ ta công khai danh tính của cả những người này chứ không có tính bao che. Và sau đây xin mời quý vị coi cái đoạn video mà người ta chiếu cái cảnh mà những người này bị khám xét như thế nào sau đây. Đây là một nữ tiếp viên đó, họ để cái vali vô thì qua cái máy soi thấy được. Và đây là nhân viên hải quan thứ nhất mới mở ra. Đấy, trong đây có những hộp giấy màu xanh đó, và họ gỡ ra thấy những tuýp kem. Và họ lấy dao họ rạch ra, đây họ rạch tuýp kem ra thì đổ ra toàn là thuốc lắc đó, họ bỏ trong bao quý vị đó, đây là rạch ra này, đó. Tức là họ nhét thuốc lắc ở trong này, tổng cộng là 11.4 kg ma túy, không biết giá thị trường là bao nhiêu. Thì thưa quý vị, đó là những tin chú ý trong phần điểm tin trong ngày gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.